Bài tiếp theo từ câu 186 đến câu 190, bài này có 3 bài đọc ha. Bài đọc thứ nhất là một cái memo, một cái thư báo nội bộ. Bài đọc thứ hai là một cái email. Bài đọc thứ ba là một cái article, là bài báo nha em. Câu 186, what does the memo? Cái thư báo nội bộ là cái bài số 1 á. Indicate about, chỉ ra cái điều gì về visitor, cái người tham quan. Vậy thì từ khóa chính là visitor ha em, đọc đáp án trước nha. Câu A, bà ấy sẽ không có speak with, nói chuyện với lại nhân viên. Câu B, bà ấy sẽ bắt đầu cái chuyến tham quan của bà ấy ở một cái cơ sở leisure, giải trí ha. Câu C, bà ấy sẽ không có take any pictures, không có chụp hình. Câu D, bà ấy sẽ viết về một số cái strategy, cái chiến lược bán hàng. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò bài số 1 xem có chỗ nào nói về visitor không em. Dòng thứ nhất có động từ visit nè. Ok, vậy mình đọc câu này nha. Một cái người tác giả đến từ cái tờ báo The Sydney Sun sẽ lên lịch trình để mà đến tham quan cái văn phòng mới của chúng ta vào ngày 1 tháng 3. Bà ấy sẽ viết một cái short article, một cái bài báo ngắn về cái văn phòng của chúng ta, về thiết kế ha, design thiết kế của văn phòng của chúng ta và lợi ích của nhân viên. Vậy thì mình loại đáp án là câu nào em? Loại câu đi phải không? Bà ta đâu có viết về chiến lược bán hàng đâu. Rồi dịch tiếp nào. No photographs will be taken. Có nghĩa là gì em? Sẽ không có chụp hình ha. As, bởi vì chúng ta đã gửi một số cái bức hình rồi. Vậy thì đáp án là câu nào đánh được liền? Câu C form nào em? Bà ta sẽ không có chụp bất kỳ tấm hình nào hết, bởi vì đã được gửi hình rồi ha. Đáp án là câu C. Câu 187, in a memo, trong cái thư báo nội bộ là bài số 1, thì cái từ directed ở đoạn 1 dòng 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Là đáp án trước nha em. Câu A, operate có nghĩa là hoạt động ha. Manage, quản lý. Câu C, instruct là hướng dẫn nè. Guide là chỉ dẫn. Hai cái từ này nó khá là giống nghĩa với nhau em, câu C và câu D á. Nhưng mà cái từ instruct á, là hướng dẫn, mà mang tính là cung cấp thông tin. Còn cái từ guided á, cũng là hướng dẫn, chỉ dẫn, nhưng mà nó thiên về cái là dẫn đường á, chỉ dẫn, dẫn đường á. Thì bây giờ chúng ta cùng dò xem directed nằm ở vị trí nào nha em nha. Đoạn 1 dòng 3 đây phải không nào, directed. Vậy mình đọc cái câu chứa cái từ directed để hiểu cái ngữ cảnh của nó nha. Khi mà cái reporter là phóng viên á, được directed qua những cái sảnh, những cái phòng lớn của chúng ta, thì hãy thoải mái để mà tương tác với bà ấy. Ok, vậy thì được directed qua những cái phòng, những cái sảnh có nghĩa là được dẫn đi á, phải không em? Dẫn đi là câu nào? Câu đi ha, chắc chắn là câu đi rồi. Câu 188, what is suggested? Cái điều gì được nói về Mr. Zhu? Vậy từ khóa chính là Mr. Zhu ha. Đọc đáp án trước nghe em, câu A. Ông ấy nhờ cái bức hình của ông ta được chụp bởi journalist, một cái nhà báo, có nghĩa là ông ấy nhờ một nhà báo chụp hình cho ông ấy ha. Câu B, ông ấy đã gặp gỡ bàn bạc với lại bà Sai để mà thực hiện một số cái sự sắp xếp. Câu C, ông ấy đã email cho Mr. Workley về cái lịch trình nào đó. Câu D, ông ấy đã không có mặt tại trụ sở chính của The Zoo South Square. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem bài nào có Mr. Zoo nha. Bài số 1 có Mr. Zoo nè, phải không em? Rồi mình dò tiếp cái chỗ lúc này chúng ta dừng nha. One, đây nè, một trong những cái executive, người điều hành cấp cao của chúng ta đó, sẽ briefly introduce, giới thiệu một cách ngắn gọn về cái kế hoạch phát triển phần mềm mới nhất cho bà ấy. The reporter, cái người phóng viên á, thì được phép, được tự nhiên sử dụng tất cả những cái cơ sở vật chất, giải trí và vui chơi của chúng ta. Chưa có đáp án phải không nào? Và chúng ta dò tiếp đi, bài số 2 có ông Zhu không em? Có luôn phải không nào? Ông Zhu chính là người nhận cái email ha. Còn người gửi là ai em? Selassie phải không nào? Rồi cùng đọc nha. Dear Mr. Zhu, I apologize for, tôi xin lỗi vì để thông báo gấp. Ok, vậy thì tôi là ai em? Tôi là bà Sai phải không nào? Thông báo gấp nhưng mà tôi không thể return trở lại Sydney vào ngày 1 tháng 3 due to, bởi vì một cái emergency, một cái tình huống khẩn cấp. Nếu mà tôi có thể đến tham quan vào một ngày khác, vậy thì bà Sai chính là cái người đến tham quan văn phòng phải không em? Cái phóng viên đến tham quan văn phòng ha. Còn ông Zhu chính là cái người ở văn phòng phải không nào? Nếu mà tôi có thể đến tham quan vào một cái ngày khác thì vui lòng hãy liên hệ với trợ lý của tôi tên là Dennis Workley tại cái email này. Lúc này chúng ta có đọc một cái đáp án mà có từ Workley đó em. Câu C phải không nào? Em đọc lại nha. Ông ấy đã email, có nghĩa là ông Zhu đã email cho ông Workley về một cái lịch trình. Vậy theo em, ông Zhu có email cho ông Workley không? Trong trường hợp nào thì ông Zhu sẽ email cho ông Workley? Trong trường hợp là sắp xếp một cái ngày khác để bà Sai đến tham quan cái văn phòng thì sẽ liên hệ với ông này tại cái email này, phải không nào? Vậy thì bây giờ em xem cái bài số 3 là bài gì vậy? Bài số 3 là một cái bài báo nè, phải không em? Được viết bởi Selassie. Vậy thì bà ấy có đến tham quan không? Bà ấy có đến tham quan, bà ấy mới viết được một cái bài báo, phải không nào? Vậy thì bà ấy có đến tham quan, mà chắc chắn ông Zhu có email cho ông Workley để mà sắp xếp một cái lịch trình vào ngày khác cho bà ấy đến tham quan, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu C ha. Câu 189, who, ai thì rất có khả năng là Miss Sanchez. Vậy từ khóa chính là
Miss Sanchez ha, đã đoán trước nha em câu A. Một cái reporter, phóng viên của một cái tờ báo địa phương. Câu B, architect, kiến trúc sư tại một cái tòa văn phòng mới. Câu C, engineer, kỹ sư phần mềm. Câu D, executive, người điều hành tại công ty phần mềm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Miss Sanchez ở đâu vậy em. À, ở bài số 3 phải không nào, đoạn cuối cùng có từ gì nè, Kathy Sanchez. Bây giờ mình đọc câu này nha. We are currently, chúng tôi thì hiện tại á, hiện đang trong cái phase, là cái giai đoạn đấy em, giai đoạn cuối cùng của cái việc thiết kế cái chương trình phần mềm mới của chúng tôi. Kathy Sanchez đã nói như vậy trong khi chỉ cho tôi xem cái kế hoạch cho cái dự án. Vậy thì theo em, Sanchez là ai? Lúc nãy chúng ta có dò ở bài số 1 phải không em, sẽ có một cái người nào đó giới thiệu về cái kế hoạch cho cái người phóng viên là ở bài số 1 đó. Em nhớ không? Bây giờ mình đọc lại cái chỗ này nha. Chỗ nào đây? Đây phải không nào? One of our senior executive, một trong những cái người điều hành cấp cao á của chúng tôi, của chúng ta sẽ briefly introduce, giới thiệu một cách ngắn gọn về cái gì nè em, cái chương trình phát triển phần mềm mới nhất cho bà ấy, là cho cái người phóng viên đó em. Vậy thì chắc chắn bà Sanchez là ai vậy em? À, là người điều hành rồi ha. Vậy đáp án là câu D, một cái executive, người điều hành tại công ty phần mềm. Câu 190, which facility, cái địa điểm nào ở sau đây á thì vẫn chưa có được mở tại cái văn phòng mới nhất của The Zoo Software. Rồi bây giờ đây là dạng câu hỏi loại trừ phải không em? Ok, chúng ta sẽ dò từng đáp án nha. Câu A, yoga studio, cái phòng tập yoga. Bây giờ em dò xem có yoga không? À, bài số 3 đoạn thứ 2 có từ yoga nè phải không em? Mình đọc cái câu này nha. In addition, thêm vào đó thì cái kế hoạch sẽ call for, yêu cầu là có thêm cái phòng tập yoga và meditation trước cuối năm nay. Vậy là có cho em. À, chưa có phải không nào? Trước cuối năm nay thì mới hoàn tất. Vậy là đáp án là câu A luôn ha, không cần vào các câu tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta cùng dịch lại bài này và hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Bài số 1 là một cái memo, một cái thư báo nội bộ gửi từ ông Zhu, gửi đến cho all staff, tất cả nhân viên luôn. Chủ đề office visit là tham quan văn phòng ha. Ngày gửi là ngày 20 tháng 2. A writer, một cái tác giả đến từ cái tờ báo The Sydney Sun á. Thường tên của một tờ báo sẽ có từ the ở phía trước nha em. Được lên lịch trình để mà tham quan cái văn phòng mới của chúng ta vào ngày 1 tháng 3. Bà ấy sẽ viết một cái short article, một cái bài báo ngắn về cái thiết kế văn phòng của chúng ta và những cái lợi ích của nhân viên. No photographs will be taken, sẽ không có chụp hình, as bởi vì chúng ta đã gửi một số cái bức hình về cái văn phòng này rồi. As khi mà cái reporter, mình có từ reporter có nghĩa là phóng viên nha em, phóng viên ha. Khi mà cái người phóng viên á được directed, direct có nghĩa là hướng dẫn hay là dẫn đường nè, chỉ dẫn hay là dẫn đường ha. Khi mà cái người phóng viên được chỉ dẫn, được dẫn đường qua những cái halls của chúng ta, mình có từ hall có nghĩa là phòng lớn hay là sảnh ha, phòng lớn hoặc là sảnh. Feel free, hãy tự do, hãy thoải mái để mà interact. Mình có từ interact là tương tác nha em, tương tác ha. Hãy thoải mái, hãy tự do để mà tương tác với cô ấy. At your discretion, mình có cái cụm at your discretion, có nghĩa là theo ý của bạn ha. Theo ý của bạn, tùy ý của bạn, theo ý của bạn. Thì có dịch lại câu này để cho em dễ hiểu hơn nha. Nè, khi mà một cái người phóng viên được dẫn đường đi qua những cái phòng lớn á, thì hãy cảm thấy thoải mái, tự do để mà interact, tương tác với bà ấy. At your discretion, theo ý của bạn ha, tùy ý của bạn. Một trong những cái executive là người điều hành. Executive, người điều hành ha. Senior là cấp cao. Một trong những người điều hành cấp cao của chúng ta đó sẽ briefly introduce, sẽ giới thiệu một cách briefly là một cách ngắn gọn đó em. Một cách ngắn gọn ha. Sẽ giới thiệu một cách ngắn gọn về cái plan, cái kế hoạch phát triển software phần mềm mới nhất của chúng ta cho cô ấy, cho bà ấy. The reporter, cái người phóng viên á, thì được tự do để mà sử dụng tất cả những cái facilities, là cơ sở vật chất ha. Tự do để mà sử dụng những cái cơ sở vật chất giải trí của chúng ta, được không nào? Rồi, bài tiếp theo là một cái email ha. Email này được gửi từ bà Sai, Selesai, và gửi đến cho ông Zhu. Chủ đề là article, là về cái bài báo. Ngày là ngày 27 tháng 2. Dear Mr. Zhu, ông Zhu thân mến, I apologize, tôi xin lỗi vì the short notice. Mình có cụm the short notice có nghĩa là thông báo gấp. Thông báo gấp ha. The short notice, thông báo gấp, có nghĩa là thông báo trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn trước khi một cái việc gì đó xảy ra, người ta gọi là the short notice ha. Tôi xin lỗi vì đã thông báo gấp, nhưng mà tôi sẽ không thể trở lại Sydney vào ngày 1 tháng 3 due to, bởi vì một cái emergency, một cái tình huống khẩn cấp, một cái trường hợp khẩn cấp ha. Hay là một cái sự khẩn cấp, trường hợp khẩn cấp.
về cái việc đi lại. If I can, nếu mà tôi có thể đến tham quan vào một ngày khác á, thì vui lòng hãy contact, liên hệ assistant, có nghĩa là trợ lý. Hãy liên hệ cho trợ lý của tôi tên là Dennis Worley tại cái email này. Và ông ấy sẽ handle, xử lý hay là giải quyết ha. Handle, xử lý hoặc là giải quyết. Và ông ấy sẽ xử lý, giải quyết tất cả những cái thông tin. If not, nếu mà không thể, thì vui lòng hãy gửi cái description, có nghĩa là cái bản miêu tả hay là cái sự miêu tả ha. Sự miêu tả hay là bản miêu tả. Hãy gửi một cái bản miêu tả căn bản về cái cơ sở vật chất mới của bạn bằng cách là reply, phản hồi lại cái email này. Also, cũng như vậy, một số cái bức hình mà bạn đã gửi thì không có rõ lắm. Could you send, bạn có thể gửi cho tôi những cái bản lớn hơn được không? That would be very helpful. Nó sẽ rất là có ích ha. Cảm ơn. Ok. Rồi, bài số 3 là một cái bài báo nè em. Easing. Mình cái động từ ease có nghĩa là làm dịu đi hay là làm giảm bớt ha. Ease. Làm dịu hay là làm giảm. Easing off stress có nghĩa là cái việc làm dịu đi, làm giảm cái stress văn phòng ở Jeju ngày 8 tháng 3, được viết bởi Silasai. The computer giant Jeju Software, cái công ty về máy tính lớn á, là Jeju Software, recently, gần đây đã mở một cái văn phòng mới nhất của nó ở Sydney và đã attracted, đã thu hút được rất là nhiều cái speculation. Mình có từ speculation có nghĩa là cái sự suy đoán ha, sự suy đoán. Speculation, sự suy đoán. Đã thu hút được rất là nhiều cái sự suy đoán về những cái lợi ích mà nó cung cấp cho nhân viên. Known for, được biết đến về, có nghĩa là nổi tiếng về đấy em. Nổi tiếng về ha. Được biết đến về, nổi tiếng về cái việc cung cấp một cái environment, môi trường, work, làm việc, nurturing. Mình có từ nurturing có nghĩa là chu đáo, là chăm sóc nhân viên đấy em. Chu đáo hay là chăm sóc ha. Nurturing, chu đáo, chăm sóc. Cung cấp một cái môi trường làm việc chu đáo, chăm sóc nhân viên ha. Jeju Software có rất là nhiều nơi để mà relax, là thư giãn, nghỉ ngơi ở trong cái tòa văn phòng mới của nó. Tôi đã có thể see these for myself, nhìn thấy tận mắt những cái này đó em. Nhìn thấy tận mắt những cái này ha. See for myself là nhìn thấy tận mắt vào ngày 4 tháng 3, khi mà tôi được dắt đi tham quan cái facilities, cái cơ sở vật chất. Free food, những cái thức ăn miễn phí á, thì có sẵn cho nhân viên ở mỗi cái cafeteria, là cái quán ăn tự phục vụ á. Và có rất là nhiều cái healthy options, những cái sự lựa chọn mà tốt cho sức khỏe. In terms of, về cái mặt những cái cơ sở vật chất thể dục thể thao á, thì có courts, là cái sân đen, có sân basketball, là sân bóng rổ, pool, hồ bơi và phòng tập gym. In addition, thêm vào đó thì những cái kế hoạch đen, call for là yêu cầu ha. Call for, yêu cầu. Cái kế hoạch nó cũng yêu cầu thêm cái studio, cái phòng tập yoga và meditation, là tập thiền đó em. Thiền ha, meditation và phòng tập thiền trước cuối năm nay. Tất cả những cái cơ sở vật chất này nè thì supposedly, mình có từ supposedly có nghĩa là được cho là ha, được cho là. Tất cả những cái cơ sở vật chất này thì được cho là giúp đỡ nhân viên perform, có nghĩa là thể hiện ha. Thể hiện. Thể hiện cái công việc, làm việc đấy em, perform, thể hiện công việc ở những cái mức efficiency, là hiệu quả ha. Hiệu quả. Thể hiện công việc, làm việc ở những cái mức hiệu quả cao được không nào. Và tôi cũng đã thấy cái điều này á, là đúng trong suốt cái khoảng thời gian mà tôi ở cái văn phòng. We are currently, mình có từ currently có nghĩa là hiện tại hoặc là hiện đang nha. Hiện tại hoặc hiện đang. Chúng tôi hiện tại hiện đang ở trong cái phase, mình có từ phase là giai đoạn. Giai đoạn ha. Ở trong cái giai đoạn final, giai đoạn cuối cùng của cái việc thiết kế cái phần mềm, cái chương trình phần mềm mới của chúng tôi. Kelly Sanchez đã nói trong lúc mà chỉ cho tôi xem cái kế hoạch cho cái dự án. Everyone, mọi người á, thì làm việc under immense pressure. Mình có từ under là dưới nè. Pressure là áp lực. Immense là great, cho em là lớn á, bằng cái từ great ha. Có nghĩa là dưới cái áp lực lớn. Từ hôm nào dưới áp lực lớn ha. Mọi người thì đang làm việc ở một cái, ở dưới một cái áp lực rất là lớn, rất là cao độ. Nhưng cái môi trường của chúng ta đó thì nên sao em, help, giúp làm giảm cái căng thẳng đó và làm cho mọi thứ nó trở nên vui hơn. Câu 186, câu đi, mình có từ strategy rất quan trọng, có nghĩa là chiến lược ha. Chiến lược. Strategy, chiến lược, được không nào? Câu đi có nghĩa là bà ấy sẽ viết về một số cái chiến lược buôn bán ha. Câu 189, mình có từ architect ở câu B, có nghĩa là kiến trúc sư. Architect, kiến trúc sư ha.
Câu C mình có từ engineer, có nghĩa là kỹ sư. Engineer, kỹ sư ha. Câu C có nghĩa là kỹ sư phần mềm, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 191 đến câu 195, bài này có 3 bài đọc nha em. Bài đọc số 1 là một cái note, một cái ghi chú hay là thông báo ngắn. Bài đọc số 2 là một cái form đăng ký. Bài đọc số 3 là một cái bill, là hóa đơn. Câu 191, why, tại sao cái note được viết? Cái note là bài số 1 phải không nào? Với dạng này thì chúng ta đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối nha em. Rồi câu A nào, to assign, để chỉ định, để giao cho một cái nhiệm vụ. Câu B, để express, bày tỏ một cái sự thất vọng. Câu C, recommend, đề xuất hay là giới thiệu một cái thiết bị. Câu D, seek, tìm kiếm lời khuyên. Rồi bây giờ chúng ta đọc đoạn đầu của bài số 1 nha em. Cùng dịch với cô nào, có cái tựa đề mình dịch tựa đề trước nha. From, từ cái bàn của Rosa Mengistu. Hello, Mr. Fackett. Tôi rất tiếc vì bạn Unable không thể tham gia vào cái cuộc họp lên kế hoạch ngày hôm nay. Một điều mà chúng tôi đã decided, đã quyết định đó là chúng tôi yêu cầu một cái bức hình của cái công viên trung tâm tên là như thế này. Cái bức hình thì cần phải cho thấy người ta đang thư giãn ở gần cái fountain trong cái khoảng thời gian daytime là ban ngày đó em. It's up to you. Tùy theo ý bạn để mà tìm một cái bức hình như vậy, nhưng hãy keep in mind, hãy nhớ rằng nó cần có cái độ phân giải cao. Vậy mục đích của cái note này là yêu cầu làm gì vậy em? Yêu cầu tìm một cái bức ảnh của cái công viên Central Park, phải không nào? Và bây giờ chúng ta xem đáp án là câu nào nha. Câu A, chỉ định một cái nhiệm vụ, sao cho một cái nhiệm vụ. Được phải không nào, là tìm một cái bức ảnh. Còn câu B, bày tỏ sự thất vọng, đâu có thất vọng gì đâu. Câu C, recommend, giới thiệu một cái thiết bị, không có thiết bị gì cả. Câu D, tìm lời khuyên, cũng không thấy luôn. Vậy đáp án chính xác là câu A, giao cho nhiệm vụ. Và nhiệm vụ ở đây chính là tìm một cái bức ảnh của công viên, và nó thỏa cái yêu cầu, nó thỏa cái miêu tả như vậy, hay em ha. Câu 192, what information, cái thông tin nào thì không được bao gồm ở trong cái form. Cái form là bài số 2 ha. Đây là dạng gì vậy em? Loại trừ, chúng ta đọc từng đáp án và giải từng đáp án nha. Câu A, subject, chủ đề của bức hình. Em giờ xem có chủ đề của bức hình không? Đây bài số 2 nè em. Có phải không nào? Tên bức hình, category, là cái loại bức hình là hoạt động ngoài trời, vậy là có chủ đề phải không nào? Ok, vậy câu A có ha. Rồi câu B, location, địa điểm mà cái bức hình được chụp, có địa điểm không em? Có location luôn nè, là ở cái fountain, tại cái công viên phải không? Rồi câu B có, câu C thì sao em? Thông tin liên lạc của khách hàng. Em dò xem. Có khách hàng nè em, có customer, nhưng mà có tên thôi chứ đâu có thông tin liên lạc đâu. Thông tin liên lạc phải là số điện thoại hay là email phải không nào? Vậy câu C có không? Câu C là không có rồi nè. Còn câu D thì sao em? Cái tên của người chụp hình, em dò xem. Có không? Có nè, được chụp bởi. Đây là tên của nhiếp ảnh của người chụp hình nè em. Ok, vậy bây giờ đáp án là câu nào? Câu C ha. Câu 193, what can be inferred, điều gì được suy luận ra về Mr. Fackett? Về từ khóa chính là Mr. Fackett ha. Đáp án trước nha em. Câu A, ông ấy có được cái sự cho phép để mà negotiate thương lượng hợp đồng với những cái đại lý. Câu B, ông ấy đã không thể tìm thấy một cái bức hình suitable, phù hợp, thích hợp tại cái nơi làm việc của ông ấy. Câu C, ông ấy vẫn còn undergo, trải qua cái sự đào tạo dành cho nhân sự được thuê gần đây, được tuyển gần đây. Câu D, ông ấy đã nộp một số cái bức hình được chụp tại cái địa điểm nó không có chính xác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Mr. Fackett nằm ở đâu nha em. Ở bài số mấy nào? Ở bài số 1 cũng có Mr. Fackett phải không em? Và ở bài số 2 cũng có luôn nè. Ok, Mr. Fackett, chúng ta đang dò bài số 2 nên ưu tiên dò bài số 2 trước nha. Rồi bây giờ em xem nè, Mr. Fackett là ai vậy? Là customer, khách hàng. Khách hàng của ai vậy em? Của Borgard Picks phải không nào? Và ông ta đang mua gì đây? Đang mua hình, mua ảnh nè em. Buy image, đang mua hình, mua ảnh tại Borgard Picks phải không nào? Đây là thông tin của các bức ảnh nè, của cái bức ảnh mà ông ta sẽ mua ha. Đây là giá cả. Ok, chưa có đáp án phải không em? Mình dò cái Mr. Fackett ở trên nha. Lúc nãy chúng ta đã dò đến resolution rồi, bây giờ chúng ta dò tiếp nào. Please check, vui lòng hãy kiểm tra cái file nén hình ảnh của chúng ta, có nghĩa là file nén hình ảnh của công ty đó em. Bởi vì chúng ta có lẽ là đã có một cái mà nó đáp ứng được cái miêu tả này rồi, cái yêu cầu này rồi, phải không? Otherwise bằng không, nếu không, có nghĩa là nếu mà không tìm thấy trong cái file nén photos của công ty á, mà có cái bức hình giống như vậy á, thì bạn có thể search, tìm kiếm cái bộ sưu tập của cái đại lý hình ảnh, ví dụ như là Flash Photos hoặc là Borgard Picks. Ok, vậy thì em xem nè, ông Fackett đã mua hình ở đâu em? Borgard Picks. Vậy thì ông ta có tìm thấy hình ở trong cái file nén của công ty không? Không có phải không nào? Vậy thì theo em đáp án là câu nào? Câu B phải không? Ông ta không thể tìm thấy cái bức hình phù hợp, thích hợp tại công ty, tại nơi làm việc của ông ấy ha. Câu 194, what size, cái kích cỡ của bức hình, bức ảnh mà Mr. Fackett đã mua là gì? Đáp án là những cái kích cỡ phải không em? Vậy mình dò xem bài nào có nói về kích cỡ nha.
À, bài số 2 có những kích cỡ phải không nào? Small, medium, large và extra large. Và mỗi kích cỡ thì tương ứng với một cái giá tiền khác nhau. Vậy để biết được ông Fekete đã mua cái kích cỡ nào thì chúng ta phải dò xem là ông ấy đã trả bao nhiêu tiền ha. Để biết được ông ấy trả bao nhiêu tiền thì chúng ta dò cái hóa đơn. Hóa đơn là bài số 3 phải không em? Bill. Ok, rồi bây giờ em xem nè. Cost, chi phí của bức ảnh là 5,99 đô. Bây giờ em nhìn xem 5,99 đô là cái nào? À, large phải không nào? Vậy A, B, C, D đáp án là câu gì em? Chắc chắn là câu C rồi ha. Câu 195, according to the bill, theo như cái hóa đơn là bài số 3 phải không nào? À, cái gì sẽ xảy ra sau khi 5 năm trôi qua? Rồi bây giờ từ khóa là từ nào vậy em? À, 5 years phải không nào? Đó đáp án trước nha câu A. Một cái nhà cung cấp hình ảnh á, sẽ cập nhật cái hợp đồng người sử dụng. Câu B, cái công ty sẽ thay thế cái nguồn ảnh của nó. Câu C, cái thẻ thành viên của website sẽ expire là hết hạn. Câu D, khách hàng sẽ không còn được quyền sử dụng cái bức hình, bức ảnh nữa. Bây giờ chúng ta sẽ dò xem bài số 3, 5 năm nằm ở chỗ nào nha em. À, có phải là đoạn cuối cùng luôn phải không nào? Có từ 5 years, mình đọc câu này nha em nha. Please, vui lòng á, chú ý rằng, nhận thức được rằng, ý thức được rằng cái quyền để mà sử dụng cái bức ảnh của bạn á, sẽ hết hạn sau 5 năm. Vậy thì sau 5 năm thì người ta không được quyền sử dụng bức ảnh nữa, bức hình nữa phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu D ha. Khách hàng sẽ không còn được quyền để sử dụng cái bức ảnh, bức hình nữa. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các anh nha. Cùng dịch nào. Bài đọc đầu tiên là một cái notes, một cái thông báo, một cái ghi chú ngắn ha. From, từ bàn của Rosa Magister. Hello Mr. Fekete. Tôi rất là tiếc khi mà bạn không thể tham dự vào cái cuộc họp lên kế hoạch ngày hôm nay. Một điều mà chúng tôi đã quyết định đó là chúng tôi cần yêu cầu một cái bức hình, bức ảnh của cái Central Park, công viên trung tâm. Tên là như thế này. The photo, cái bức hình á, thì cần cho thấy những cái người đang relaxing, đang thư giãn ở gần cái fountain. Mình cái từ fountain có nghĩa là cái vòi phun ha. Vòi phun trong công viên á, vòi phun. À, trong suốt cái daytime là thời gian ban ngày. It's up to you. It's up to you có nghĩa là tùy theo ý bạn ha, tùy ý bạn, tùy bạn. Tùy bạn để mà chọn một cái tấm hình như vậy. Và keep in mind, hãy nhớ rằng ha, hãy giữ trong mind là tâm trí, là trong đầu đó. Có nghĩa là hãy nhớ rằng nè, nhớ rằng ha, hãy nhớ rằng á, là nó cần phải ở trong cái resolution, có nghĩa là độ phân giải hay là sự phân giải ha, độ phân giải. À, nó phải có độ phân giải cao. Vui lòng hãy kiểm tra cái archive là nơi lưu trữ đây, archive, nơi lưu trữ ha. Nơi lưu trữ. Vui lòng hãy kiểm tra cái nơi lưu trữ hình ảnh của chúng ta, bởi vì chúng ta có lẽ đã có một cái mà nó meets, là đáp ứng ha. Cái description, cái miêu tả này. Description là sự miêu tả nha em, sự miêu tả ha. Otherwise có nghĩa là bằng không á. Bằng không thì bạn có thể search, tìm kiếm cái bộ sưu tập ở cái đại lý hình ảnh, ví dụ như là Flash Photos hoặc là Bogart Pics. If all else fails có nghĩa là nếu bằng mọi cách mà không được ha. If all else fails, nếu bằng mọi cách mà không được. Nếu bằng mọi cách mà vẫn không được thì bạn sẽ có một cái sự lựa chọn là hire, thuê hay là tuyển photographer, nhiếp ảnh gia freelance là tự do ha. Những người làm nghề tự do người ta gọi là freelance. Rồi bài số 2 nha. Bài số 2 là một cái form đăng ký. À, đây là ở cái đại lý hình ảnh là Bogart Pics form nào. Cái nguồn cho những cái bức hình trên khắp thế giới. Rồi khách hàng là Fekete. Đây là thông tin chi tiết của hình ảnh nè em, details, thông tin chi tiết ha. Tên của bức hình là cái đám đông á thì đang xem cái buổi trình diễn nhạc. Category có nghĩa là loại đó em, loại ha. Hoạt động ngoài trời, outdoor activities. Địa điểm là ở cái fountain, là cái vòi phun tại cái công viên trung tâm. Dial tower. Cái mã hình ảnh là đây. Ok, rồi kích cỡ của cái file á là 20 megabytes. Được chụp bởi cái người này là nhiếp ảnh gia hai em ha. Rồi bên này là giá của chúng tôi, according to, tùy theo cái kích cỡ của cái bức hình. Vậy mỗi cái kích cỡ khác nhau sẽ có giá tiền khác nhau ha. Ok, rồi. Bài cuối cùng là một cái hóa đơn. Thank you for choosing, cảm ơn vì đã chọn cái đại lý hình ảnh này. Rồi đây là địa chỉ nha em. Ok, rồi. Đây là cái mã của hình ảnh ha. Billing address là địa chỉ để mà ghi hóa đơn. Amount paid, cái số tiền được trả, cái số tiền phải được trả là cost of photos, là giá, cái giá của bức ảnh, bức cái giá của bức ảnh đó là 5,99 đô. Tax có nghĩa là thuế hay ha, thuế là bao nhiêu đây ha, và total là tổng cộng. Rồi to download, để tải cái bill của bạn á thì hãy login, có nghĩa là đăng nhập vào ha, hãy đăng nhập vào cái website của PowerPix và hãy click vào cái nút lịch sử mua.
và hãy chọn những cái hóa đơn mà bạn muốn save, muốn lưu lại, sau đó click vào cái nút download. Bạn có thể sử dụng cái đơn hàng hiện tại của bạn bắt đầu từ ngày 25 tháng 6. Please, vui lòng là hãy nhận thức rằng, hãy biết rằng cái rights có nghĩa là quyền đấy. Quyền ha, cái quyền để mà sử dụng cái bức hình này nè của bạn đó sẽ expire, có nghĩa là hết hạn ha, hết hạn sau 5 năm. Should, cái từ should mà đã lên đầu câu mà không có dấu chấm hỏi dịch là nếu, hoặc đạo ngữ của if ram, nếu mà bạn muốn extend, kéo dài cái thời hạn sử dụng của bạn ra đó, thì bạn có thể làm như vậy tại website của chúng tôi. Câu 191, mình có động từ assign có nghĩa là chỉ định hoặc là giao cho một cái nhiệm vụ nào đó ha, chỉ định hoặc là giao. Vậy câu A có nghĩa là giao một cái nhiệm vụ, đem task là nhiệm vụ ha. Câu B express là bày tỏ, disappointment có nghĩa là thất vọng ha. Câu C recommend, đề xuất hay là giới thiệu. Câu C là đề xuất giới thiệu một cái thiết bị. Câu D seek là tìm kiếm nha, tìm kiếm ha, tìm kiếm lời khuyên. Câu 193 mình có từ permission có nghĩa là sự cho phép ha. Sự cho phép, permission, sự cho phép. Negotiate là thương lượng, đàm phán là thương lượng ha. Câu C undergo là trải qua, undergo trải qua. Personnel là nhân sự. Vậy cả câu C có nghĩa là ông ấy vẫn còn trải qua cái sự đào tạo, cái kỳ đào tạo dành cho những cái nhân sự được thuê gần đây ha. Câu D mình có từ submit là nộp. Câu 195 mình có từ be entitled to, có nghĩa là được quyền làm gì đó nha em, được quyền ha. Vậy câu D có nghĩa là một cái khách hàng sẽ không còn được quyền sử dụng cái bức hình, bức ảnh nữa, được không nào? Bài tiếp theo từ câu 196 đến câu 200, bài này gồm có 3 bài đọc nha. Bài đọc thứ nhất là một cái announcement, một cái thông báo ha. Bài đọc thứ hai là một cái email, và bài đọc thứ ba cũng là một cái email luôn. Câu 196, what type of work, cái loại công việc mà Dr. Shane, tiến sĩ Shane hiện tại đang làm là gì? Vậy từ khóa chính là Dr. Shane ha. Và đáp án nha em, câu A, bà ấy á, thì phát triển medication, thuốc hay là dược phẩm cho một cái công ty. Câu B, bà ấy supervisors, giám sát những cái dự án tại một cái trường đại học. Câu C, bà ấy operates, hoạt động một cái clinic, phòng khám gì đó, phải không nào? Rồi câu D, bà ấy viết textbook, sách giáo khoa về chăm sóc sức khỏe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem Dr. Shane ở bài nào vậy em? À, ở bài số 1 có từ Dr. Shane luôn nè, phải không em? Ngay đầu luôn, chúng ta đọc cái này nha. Vui lòng hãy chú ý rằng Dr. Janet Shane đến từ cái trường đại học Cologne, đại học y dược Eastern đó em, viết tắt là KUEM ha, sẽ trình bày một cái bài diễn thuyết vào ngày 4 tháng 9. Vậy thì chúng ta suy luận ra là bà Shane đến từ đâu em? À, một cái trường đại học, đây phải không nào? Có một cái đáp án là trường đại học là câu nào vậy em? À, câu B phải không? Câu B nói là gì? Bà ấy giám sát những cái dự án tại trường đại học. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xem cái dự án nó nằm ở vị trí nào. Nó có nằm, bà ấy có giám sát dự án hay không ha. Rồi bây giờ chúng ta vào tiếp thử xem có chỗ nào nói về dự án không em. Có cái project không nào? À, project là ở dòng cuối nào phải không nào? Rồi, đọc cái câu này nha. Trong hơn 12 năm qua, bà ấy đã được thuê bởi KUMM, là bởi cái trường đại học, phải không nào? Nơi mà bà ấy đã lãnh đạo, dẫn dắt rất là nhiều cái project, cái dự án nghiên cứu khác. Bà ấy lãnh đạo dẫn dắt những cái dự án, có nghĩa là bà ấy giám sát những cái dự án, phải không nào? Vậy thì em xem là đáp án câu B là chính xác rồi ha. Câu 197, according to, theo như cái thông báo đó, thông báo là bài số 1 ha, thì cái nào á không phải là một cái phương pháp đặt chỗ, phương thức đặt chỗ cho cái lecture, cái bài diễn thuyết sắp tới. Vậy từ khóa chính là từ nào vậy em? À, booking method, phải không nào? Đây là dạng câu hỏi loại trừ, mình đọc từng đáp án và giao từng đáp án nha. Câu A, visit an office, ghé đến cái văn phòng. Rồi bây giờ chúng ta vào xem chỗ nào có booking method và office ha. Rồi bài số 1 có booking không em? À, đoạn số 2, dòng thứ hai có từ booking phải không nào? Rồi em vào xem có office không? Có luôn. Rồi mình dịch cái câu này nha em nha. Chỗ ngồi thì có giới hạn, vì thế vui lòng hãy đặt chỗ trước bằng việc là hãy ghé đến cái văn phòng, rồi gọi đến cái số này nè, và gửi cái email. Vậy có 3 cách. Thứ nhất á, là ghé đến văn phòng. Cách thứ hai là gọi đến cái số này ha. Và cách thứ ba là gửi email. Vậy em nhìn xem. À, câu A ghé đến văn phòng có nè. Câu B gọi đến số điện thoại có luôn. Điền form online đâu có đâu. Câu D gửi email có. Vậy đáp án chắc chắn là câu câu C ha. Câu 198, what is indicated, điều gì được chỉ ra về những sinh viên của Dr. Hitchens? Vậy từ khóa chính là từ Dr. Hitchens và students, phải không nào? Đáp án trước nha em, câu A, họ thì đang trong cái năm cuối của cái chương trình y học, phải không nào? Rồi câu B, họ là những cái sinh viên trao đổi từ một cái trường đại học khác. Câu C, họ sẽ nộp những cái báo cáo sau cái buổi nói chuyện. Câu D, họ sẽ tham gia cái bài diễn thuyết miễn phí. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem Dr. Hitchens và students ở bài số mấy vậy em? Bài số 1 là không có phải không nào? Bài số 2 có không?
À có phải không? Dr. Hitchens là người viết cái email nè em. Ok, và em để ý nè, Dr. Hitchens là đến từ trường BRMS của cái khoa này phải không nào? Rồi bây giờ em dò xem chỗ này có nói gì đến students hay không. À ngay đoạn đầu tiên có cái từ students ở đầu tiên luôn rồi nè em. Đọc câu này nha. I'm teaching, tôi đang dạy cái khóa học nâng cao về cái y học thay thế. À, tại đây nè, tại BRMS phải không nào? Và chính sinh viên đã đăng ký hiện tại rồi. Tôi muốn đặt chỗ trước cho 10 sinh viên của tôi để mà tham dự vào cái lecture, cái bài diễn thuyết sắp tới của Dr. Shane. Vui lòng cho tôi biết là liệu rằng bạn có yêu cầu tất cả những cái tên của những cái sinh viên, hoặc là liệu rằng những cái chỗ ngồi đó có thể được đặt bằng tên của tôi hay không. Rồi, xong mà xuống dưới đây em cũng có đáp án phải không nào? Cũng như vậy thì tôi đang tự hỏi là liệu rằng có bất kỳ ai sẽ quay cái video lại hết nói về sinh viên rồi phải không nào? Rồi, chưa có đáp án phải không nào? Chúng ta dò đoạn số 2 luôn nha. Also, cũng như vậy thì tôi đang tự hỏi rằng là liệu rằng có ai sẽ quay video cho cái bài lecture, cái bài diễn thuyết hay không? Tôi muốn có thể share cái bài nói chuyện của cô ấy cho những cái sinh viên trong tương lai. Không may là đã không có ai nghĩ về việc thu âm cái lần đến trước đây của cô ấy, và tôi hy vọng rằng nó sẽ không có phải là cái trường hợp giống như vậy lần này. Vậy thì hết nói về sinh viên rồi phải không nào? Và chúng ta chưa có đáp án nữa. Vậy rất có khả năng đây là một cái câu liên hệ đấy em. Bây giờ em dò lên bài phía trên xem có students hay không. Có phải không em, nó nằm ở câu cuối cùng luôn nè, students. Và chúng ta đọc câu này nha. The lecture, cái bài diễn thuyết á, thì miễn phí cho tất cả những cái cán bộ hướng dẫn và sinh viên tại BRMS. Vậy khi đọc đến đây thì em thấy một cái điều gì? Có một cái đáp án lúc nãy là tham gia miễn phí đây em, là câu này nè. Họ sẽ tham gia cái buổi diễn thuyết miễn phí. À, chính xác rồi phải không nào? Bởi vì họ là sinh viên của Dr. Hitchin. Mà Dr. Hitchin thì ở đâu vậy em? À, đang giảng dạy tại BRMS. Vậy họ chính là sinh viên của BRMS. Mà sinh viên tại BRMS thì được miễn phí phải không nào? Đây nè, free for all instruction, instructional staff và students ha. Vậy đáp án chính xác sẽ là câu đi. Câu 199, điều gì sẽ xảy ra khi mà kết thúc cái bài diễn thuyết của Dr. Shane? Vậy từ khóa chính là từ at the end of Dr. Shane's lecture, phải không nào? Đọc đáp án trước nha em, câu A. Một cái video sẽ được trình chiếu, câu B. Những cái câu hỏi sẽ được phản hồi trả lời, câu C. Assignments, những cái nhiệm vụ sẽ được giao, câu D. Certificates, những cái giấy chứng nhận sẽ được phân phát ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò xem at the end of Dr. Shane's lecture, điều gì sẽ xảy ra nha. Cùng dò từ khóa nào. Lúc nãy bài số 2 chúng ta đã dò hết rồi phải không em? Rồi bây giờ chúng ta dò bài số 3 nha. Rồi cùng đọc với cô nào. Một cái người hướng dẫn tại BRMS á, đã yêu cầu rằng cái video phải được record, được ghi âm về cái bài diễn thuyết diễn ra vào ngày 4 tháng 9. Vui lòng là hãy thêm cái nhiệm vụ quay phim này vào trong cái lịch trình của bạn. Chứ có đáp án gì tiếp nào. Based on, dựa trên cái bài diễn thuyết trước đây, bài thuyết trình trước đây của bà Dr. Shane á, thì tôi đoán rằng cái bài diễn thuyết sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi và nó sẽ được theo sau. Ok, nó sẽ được theo sau có nghĩa là cái bài diễn thuyết sẽ được theo sau phải không em? Vậy có nghĩa là khi cái bài diễn thuyết kết thúc thì theo sau sẽ là một cái session, một cái phần question and answer, hỏi đáp, mà nó kéo dài khoảng 30 phút phải không nào? Vậy thì em xem đáp án là câu gì ha? Đáp án là câu B phải không nào? Những câu hỏi sẽ được trả lời ha. Câu 200. What will Miss March, bà March rất có khả năng là sẽ làm gì sau ngày 4 tháng 9? Vậy từ khóa chính là Miss March và after September 4 phải không nào? Đáp án trước nha em, câu A. Share, chia sẻ cái video ghi âm cùng với Dr. Hitchens. Câu B, tham dự một cái hội nghị y học đặc biệt tại KUEM. Câu C, extend, gửi một cái thiệp mời nữa đến Dr. Shane. Câu D, meet with, gặp gỡ bàn bạc trao đổi với lại trưởng cái khoa, trưởng bộ phận tại BRMS ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng dò xem Miss March và sau ngày 4 tháng 9 ở đâu nha em. Miss March chính là bài số 3 phải không nào? Và bà March là người viết cái email này phải không? Rồi, ngày 4 tháng 9. Đây, em đọc thử lại câu này nha. Cái người hướng dẫn á, tại BRMS đã yêu cầu một cái video được ghi âm về cái bài diễn thuyết diễn ra vào ngày 4 tháng 9. Vậy vào ngày 4 tháng 9 là cái bài diễn thuyết diễn ra phải không nào? Nhưng mà người ta hỏi là sau ngày 4 tháng 9 cơ. Vậy chúng ta dịch tiếp cái chỗ lúc nãy chúng ta ngừng nha. Đây, I think, ai chính là bà March phải không nào? Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quay phim cái letter as well. Cũng nên quay phim cái letter ha. Vì vậy cái tổng thời gian của cái video á, thì nên ở khoảng 2 giờ. Tiếp luôn nào, try to finish, hãy cố gắng để mà hoàn tất cái việc edit, chỉnh sửa cái footage trong vòng 3 ngày và gửi cho tôi cái video file. Rồi tôi sẽ post. Ok, vậy bà ấy sắp sửa làm gì nè? I
will post. Tôi sẽ đăng, nó là đăng cái video á em, lên cái website của BRMS và nhờ nó được thêm vào cái bộ sưu tập của cái thư viện của chúng ta và gì nữa, và forward và gửi nó cho cái người hướng dẫn mà cái người đã yêu cầu nó, phải không nào? Vậy bà ấy làm mấy chuyện em? Ba chuyện. Thứ nhất là đăng nó lên cái website, cái thứ hai là thêm nó vào bộ sưu tập của thư viện, và cái thứ ba là gửi nó cho cái người hướng dẫn mà yêu cầu, được không nào? Vậy thì em xem đáp án là con nào ha. Câu A, chia sẻ cái video cùng với lại giáo sư Hitchin, rất có khả năng phải không? Câu B, tham dự một cái hội nghị, đâu có tham dự hội nghị gì đâu. Câu C, gửi cái thiệp mời khác nữa đến cho Dr. Shen cũng không có luôn, gặp gỡ thảo luận với lại trưởng bộ phận càng không có ha. Vậy đáp án chỉ có thể là câu gì thêm? Câu A, em có thể dò lại xem có phải là chia sẻ cho Dr. Hitchin hay không. Bà ấy gửi cho cái người hướng dẫn, cái người mà yêu cầu nó. Cái người hướng dẫn là người nào em? Lúc nãy chúng ta có dò ở bài số 2 rồi phải không nào? Là cái đoạn này nè. Bây giờ mình cùng đọc lại cái đoạn này nha. Also cũng như vậy, tôi tự hỏi là liệu rằng có ai sẽ quay video cho các bài thuyết trình hay không. Tôi muốn chia sẻ cái bài nói chuyện với lại những cái học sinh, sinh viên trong tương lai. Vậy có nghĩa là ông Hitchins nè em rất là muốn có được cái video đó phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu A rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này cùng với cô các em nha. Cùng dịch nào. Bài số 1 ha, là một cái announcement, một cái thông báo nè. Blue Province Medical School, cái trường y học Blue Province viết tắt là BRMS, announcement, thông báo cho tất cả những cái sinh viên và faculty. Nên cái từ faculty có nghĩa là khoa đó em, những cái khoa trong trường đại học đó em ha, khoa. Rồi, please know that, vui lòng chú ý rằng Dr. Janice Shen đến từ cái trường đại học y học miền Đông tên là Kowloon, viết tắt là KUEM, sẽ present, trình bày một cái lecture. Mình có từ lecture là bài diễn thuyết nha, bài diễn thuyết ha. Vào ngày 4 tháng 9, Dr. Shen sẽ describe, mô tả treatment. Mình có từ treatment có nghĩa là cái sự chữa trị ha, sự chữa trị. Dr. Shen sẽ miêu tả những cái sự chữa trị, những cái ca chữa trị thành công cho những cái condition, những cái trường hợp về spinal. Mình có từ spinal có nghĩa là thuộc về xương sống ha, spinal thuộc về xương sống. Quy lại câu này nha. Dr. Shen sẽ mô tả những cái ca chữa trị, những cái sự chữa trị thành công cho những cái trường hợp mà thuộc về xương sống. Bà ấy là một cái expert, mình có từ expert có nghĩa là chuyên gia ha, chuyên gia. Bà ấy là một chuyên gia trong cái needle therapy. Mình có từ therapy có nghĩa là liệu pháp em, liệu pháp chữa trị đó ha, liệu pháp trị liệu đó, liệu pháp. Còn needle có nghĩa là những cái kim châm đó em, kim châm ha. Cho nên needle therapy của dịch là liệu pháp về châm cứu ha, liệu pháp châm cứu, được không nào? Và herbal medication, mình có từ medication đó, có nghĩa là thuốc ha. Herbal có nghĩa là cỏ hay là thảo mộc á. Vậy thì herbal medication có nghĩa là những cái thuốc làm từ thảo mộc ha. Và cô ấy primary, mình có từ primarily là trạng từ của từ primary đó em, có nghĩa là chủ yếu ha, chủ yếu. Primarily chủ yếu. Và bà ấy chủ yếu là treats, là động từ của treatment đó em, có nghĩa là chữa trị ha. Và bà ấy chủ yếu là chữa trị những cái disease. Mình có từ disease có nghĩa là căn bệnh đó em, bệnh ha. Chữa những cái căn bệnh mà liên quan đến spinal là thuộc về xương sống, và pain là đau, back là lưng ha, đau lưng. Rồi, for the past 12 years, trong 12 năm qua thì cô ấy, bà ấy đã được employ, được thuê bởi KUEM, nơi mà bà ấy đã lead, là lãnh đạo hay là dẫn dắt rất là nhiều cái dự án nghiên cứu khác nhau. Her lecture, cái bài diễn thuyết của bà ấy đó sẽ take place, diễn ra tại cái campus. Mình có từ campus có nghĩa là cái khuôn viên ha. Campus, khuôn viên. Sẽ diễn ra tại cái khuôn viên của cái trường BRMS. Ở cái auditorium, mình có từ auditorium có nghĩa là thính phòng ha. Thính phòng. Ở cái thính phòng Flashhead vào lúc 3 giờ chiều. Seats, cái chỗ ngồi thì có giới hạn, vì thế vui lòng hãy make a booking hay đặt chỗ trước bằng việc ghé đến cái văn phòng sự kiện của trường hoặc là dial. Mình có động từ dial có nghĩa là quay số hay là gọi điện nè, dial, quay số hay là gọi điện ha. Hãy vui lòng quay số hay là gọi điện đến cái extension có nghĩa là số nội bộ là 364. Rồi, hoặc là gửi cái email đến cho Jenny March ở cái văn phòng sự kiện. Tại cái email này, được không nào? The lecture, cái bài diễn thuyết á, thì free, miễn phí cho tất cả những cái instructional staff, có nghĩa là cán bộ hướng dẫn ha. Mình có từ instruction có nghĩa là hướng dẫn đây. Instructional staff là cán bộ hướng dẫn ha. Cán bộ hướng dẫn hay là người hướng dẫn đó, sẽ miễn phí cho những cái cán bộ hướng dẫn và sinh viên tại BRMS. Còn khách á, thì phải trả là $16. Rồi bài số 2 nào. Bài số 2 là một cái email gửi đến cho bà March.
gửi đến từ Hitchens. Chủ đề là request, một cái yêu cầu gì đó ha. Ngày gửi là ngày 19 tháng 8. Hello Jane, tôi đang dạy một cái khóa advanced, là nâng cao đấy em. Nâng cao ha. Tôi đang dạy một cái khóa nâng cao về medicine, là y học nè. Alternative là thay thế đấy em. Thay thế ha. Tôi đang dạy một cái khóa nâng cao về y học thay thế tại đây, tại BRMS. Và 9 sinh viên hiện tại đã enrolled, đăng ký ha. Enrolled, đăng ký, ghi danh hay là đăng ký. 9 sinh viên hiện tại đã ghi danh, cho nên là tôi muốn make a reservation, có nghĩa là đặt chỗ trước nha em. Đặt chỗ trước cho 10 người chúng tôi để mà tham dự vào cái lecture, cái bài diễn thuyết sắp tới của bà Dr. Shane. Rồi, hãy cho tôi biết là liệu rằng á, bạn có yêu cầu tất cả những cái tên của tất cả sinh viên, hoặc là liệu rằng cái chỗ ngồi có thể là đặt trước dưới tên của tôi, bằng tên của tôi hay không. Also cũng như vậy thì tôi đang tự hỏi rằng á, liệu rằng có bất kỳ ai sẽ making a video, sẽ quay video cái bài diễn thuyết lại hay không. I would like, tôi muốn có thể share, chia sẻ cái bài nói chuyện của bà ấy cho những cái sinh viên tương lai. Unfortunately, thật không may, đã không ai nghĩ về cái chuyện là ghi âm cái lần đến thăm previous, là trước đây của cô ấy ha. Previous là trước đây. Và tôi thì hy vọng rằng á, đó sẽ không phải là cái trường hợp lần này. Ok, case là trường hợp đó em. Có nghĩa là trường hợp lần này á, là sẽ được quay phim đó em ha. Rồi, cảm ơn và tôi hy vọng là được nghe phản hồi từ bạn sớm. Email số 3, bài đọc số 3 là một cái email ha. Rồi, gửi đến cho Conti from bà March. Rồi, chủ đề á, là cái nhiệm vụ cho các sự kiện về bài diễn thuyết. Ngày gửi là ngày 20 tháng 8. Hi Angelo, một cái người hướng dẫn á, tại BRMS đã yêu cầu rằng một cái video phải được quay về cái bài diễn thuyết diễn ra vào ngày 4 tháng 9. Please, hãy vui lòng là thêm cái assignments, có nghĩa là cái nhiệm vụ nha em, nhiệm vụ ha. Hãy thêm cái nhiệm vụ quay phim này vào trong cái lịch trình của bạn, based on, dựa trên cái presentation, cái bài thuyết trình previous, trước đây của bà Dr. Shane á. Thì tôi đoán rằng cái lecture, cái bài diễn thuyết sẽ last, sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng 30 phút, 1 tiếng rưỡi ha. Và nó sẽ follow được theo sau bởi một cái phần question and answer, hỏi đáp, mà nó thì nên kéo dài khoảng 30 phút. Tôi nghĩ rằng á, chúng ta thì nên quay phim the letter, có nghĩa là cái thứ hai. The letter là có nghĩa là cái thứ hai trong hai cái đem, cái sau hay là cái thứ hai ha, trong hai cái. Trong hai cái. Có nghĩa là bây giờ có hai phần đem, một phần là lecture là bài diễn thuyết, phần thứ hai là question and answer. Thì ông ấy mới nói là gì? Tôi nghĩ rằng á, chúng ta nên cũng nên quay phim cái thứ hai luôn, là quay phim cái question and answer question luôn đó. Vì thế cái tổng cái thời gian của cái video á thì nên trong vòng là khoảng 2 tiếng. Try, hãy cố gắng hoàn tất cái edit, có nghĩa là cái việc chỉnh sửa của cái footage, có nghĩa là cái độ dài của cái video đó em. Hãy cố gắng chỉnh sửa, hoàn tất cái chỉnh sửa cái độ dài của video trong vòng 3 ngày và gửi cho tôi cái file video. Tôi sẽ post, tôi sẽ đăng nó lên trên cái website của BRMS và nhờ nó được edit, được thêm vào cái collection, cái bộ sưu tập của cái library, là thư viện multimedia, có nghĩa là đa truyền thông á. Và forward, mình có từ forward có nghĩa là gửi đến hay là chuyển tiếp qua cho ai ha. Gửi đến hay là chuyển tiếp qua cho ai. Và gửi nó đến cho cái người hướng dẫn, cái người mà đã yêu cầu nó. Tôi sẽ đảm bảo cho cái auditorium, là cái thính phòng, mở cửa 1 giờ trước, in advance là trước đêm, có nghĩa là mở cửa trước 1 giờ, 1 tiếng á, để mà bạn có thời gian để mà set up, là bố trí hay là lắp đặt ha. Set up, bố trí hoặc là lắp đặt. Có 196 câu C, mình có từ operate là hoạt động gặp rất nhiều rồi nha em. Clinic có nghĩa là phòng khám ha. Clinic, phòng khám. Physical therapy có nghĩa là vật lý trị liệu ha. Vật lý trị liệu. Vậy câu C có nghĩa là bà ấy đang hoạt động một cái phòng khám về vật lý trị liệu. Câu 198 mình có từ exchange, có nghĩa là trao đổi ha, trao đổi. Exchange students là sinh viên trao đổi. Câu 199 mình có từ respond to, có nghĩa là phản hồi ha. Respond to, phản hồi. Rồi câu C mình có từ assignments, có nghĩa là nhiệm vụ được giao. Câu D mình có từ certificates. Certificates có nghĩa là giấy chứng nhận ha. Giấy chứng nhận. Certificates, giấy chứng nhận. Rồi, câu 200 mình có câu B có từ seminar, có nghĩa là hội nghị ha. Seminar, hội nghị. Rồi, câu C mình có từ extend. Extend có hai nghĩa, thứ nhất là kéo dài. Kéo dài. Còn nghĩa thứ hai là gửi đến ha, gửi đến. Chỗ này có nghĩa là gửi đến em, gửi một cái thiệp mời khác nữa đến cho Dr. Shane. Còn D mình có từ department head. Head là cái người đứng đầu, là department là cái bộ phận, có nghĩa là trưởng bộ phận, trưởng phòng ban ha.